ơi, có gì đây các bạn? Bạn ở đây có cái gì rồi, đây có gì bạn? Ôi, cấp xe chạy rất hay luôn bạn, chạy rất khỏe luôn bạn, thấy chưa? Ôi, chạy hay chưa bạn? Ôi, bạn wow, tôi có xe gì bạn? Wow, các bạn ơi, tôi sẽ lấy cho bạn xem nha. Giải cứu con robot này ra các bạn. Wow, hai bạn, bằng sáu. Wow, trong này thấy có gì bạn? Các bạn, wow, các bạn, wow, các bạn, wow. Bằng cháu hai bạn, bằng cháu có gì đây bạn? Ao nó leo hay chưa bạn ơi? Oh no, các bạn ơi, con ủi lại bạn đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng khám phá những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe cảnh sát nhìn dài chưa này các bạn ơi. Chở thêm một chiếc, hai chiếc xe, ba chiếc xe nè, đó ba chiếc xe siêu dài luôn các bạn. Rồi tiếp tục ở đây có gì đây bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe, à đây là chiếc xe công nông nè các bạn, xe màu đỏ nha. Ở đây chở theo con bò nè các bạn. Đó mình sẽ để đây nè bạn, đó xe công nông chở rất ngầu luôn bạn. Rồi đây có cái bệ cẩu nè các bạn. Ý, ở đây có cái cờ cẩu mút cát bạn, đó siêu bự, mình sẽ lắp ráp là đó, một chiếc xe cẩu bốn cát siêu ngầu luôn bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, đây có gì nè bạn? Bạn ơi, đây có một chiếc xe cần cẩu bạn, đây còn thiếu cabin nè. À, ở đây có cái cabin bạn, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nè. Đó, một cái cabin cảnh sát nhìn cũng siêu đẹp các bạn. Rồi đây có gì bạn? Ồ, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu bạn ơi. Nè, cái móc cẩu bạn thấy chưa? À, xe màu đỏ là xe cứu hỏa các bạn. Đó, xe chạy nhanh quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi, đây có cái gì bạn? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè. Ở đây có chú cảnh sát bạn. Nè, còn xe màu đen bạn ơi. Ở đây chở theo một chiếc xe mô tô, hai chiếc xe mô tô. Wow, ba chiếc xe mô tô nhìn siêu đẹp luôn. Rồi đây có gì bạn? Ui, các bạn ơi, ở đây có hai con khủng long các bạn ơi. Nè, một con khủng long xe ben nè, thêm một khủng long ủ cát các bạn. Đó, hai con khủng long nhìn cũng rất đẹp bạn. Rồi ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ben nè các bạn ơi. Rồi để mình coi mở đâu bạn. À, mở đây các bạn ơi. Nè các bạn nhìn nè. Wow, chiếc xe nhìn đẹp chứ bạn ơi. Nè, ở đây có cái đồ điều khiển màu đen nè các bạn. Rồi còn chiếc xe của chúng ta nè, để mình lấy ra bạn. Wow, một chiếc xe màu trắng nhìn đẹp nha. Ở đây có chỗ khởi động nè. Bây giờ mình khởi động lên các bạn. Đó, mình khởi động lên nó sáng đèn các bạn thấy chưa? Wow, xe ben này nhìn rất ngầu các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái đồ điều khiển lên nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Ý, các bạn ơi, nè. Đó, chiếc xe chạy được bạn nè. Đó, xe chạy rất hay luôn bạn. Đó, nó chạy xoay vòng tròn luôn các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nhấn nút này nè các bạn. Đó, mình nhấn lúc này là cái xe nó sẽ ben nè các bạn. Rồi bây giờ nhấn lúc nãy bạn. Đó, là hạ cái thùng ben xuống. Wow, nâng ben nè. Rồi, hạ ben nè các bạn. Đó, hay chứ bạn ơi. Mình sẽ cho xe ben chở theo những cục đá này nè các bạn. Đó, hay chứ bạn. Rồi bây giờ cho xe chạy bạn. Wow, xe chạy rất khỏe các bạn thấy chưa? Wow, xe chạy rất khỏe luôn bạn. Wow, chạy hay chứ bạn. Ôi, wow, xe chạy nhõng ben luôn bạn ơi. Nè, bây giờ mình sẽ lấy hai cục đá này các bạn. Bỏ mình bỏ vô lại nha. Wow, nè bắt đầu nè. Chạy nè. Wow, chạy nào. Wow. Rồi, dừng đây nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ben nè các bạn. Đó, ben mấy cục đá xuống nè. Wow. Ô các bạn ơi, nè. Rồi chạy tới. Ô đó, các bạn thấy hay chưa? Wow, chiếc xe này chạy rất là hay luôn bạn ơi. Rồi để chiếc xe này qua bên nha bạn. Tiếp tục ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. À các bạn ơi, đây là chiếc xe cứu hỏa bạn ơi. Nè có vòi xịt cứu hỏa bạn. Đó, xịt nước bạn ơi. Wow, xịt nước rất là hay luôn. Xe này rất là xịn luôn. Như con robot luôn bạn. Đó nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây tiếp tục có xe gì bạn? Wow, lại tiếp tục là xe cứu hỏa rồi các bạn ơi. Nè xe màu đỏ là xe cứu hỏa nha bạn. Đó, wow, cái thang cứu hộ bạn ơi. Nè chú lính cứu hỏa sẽ ngồi đây chữa cháy nha các bạn. Nè ở chỗ này chú thật sự ngồi lái xe nè các bạn ơi. Wow, xe này cũng rất là mạnh luôn nha bạn. Ơi các bạn ơi, xe bị xúc bánh xe luôn rồi. Rồi chắc là xe hư luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi, đi qua bên đây các bạn. Wow, ở đây có cabin cảnh sát các bạn ơi. Nè, ở đây có chiếc xe bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có một cái chiếc xe cẩu mút cát nè. Bây giờ mình sẽ lấy cabin các bạn, mình sẽ lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe cẩu cát nhìn siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ha, một chiếc xe bít 11 các bạn. Wow, xe này nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Đó, lơ xe sẽ ngồi ở đây nha. Wow, bolit nè các bạn. Nè, chỗ này chúng ta leo lên các bạn. Nè, chúng ta sẽ leo xuống nè. Còn đây là ghế cho hành khách ngồi các bạn ơi. Wow, xe đẹp quá. Wow, xe chạy rất nhanh luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? À đây là xe cẩu mút cát bạn ơi. Nè, cái cẩu mút cát bạn. Ở đây có chú tài xế nè các bạn. Rồi, bây giờ còn thiếu cabin nè. Ở đây ống khói nè. Bây giờ mình lấy cabin các bạn. Đó, mình sẽ lắp ráp vô. Cabin ha, có còi xe màu trắng nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? Đây là cẩu mút cát bạn ơi. Nè, ở bên này. Ui các bạn ơi. Ở đây có chú tài xế ngồi lái xe. Bây giờ mình sẽ lắp ráp xe cẩu cát bạn. Đó, nhìn đẹp chứ bạn. Wow, xe siêu ngầu bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn. Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe cẩu mút cát nè, có cái đồ điều khiển. Vậy đây là xe cẩu mút cát điều khiển. Đây bây giờ lấy ra các bạn. Nè. Đó, mình sẽ lấy các bạn xem nha. Wow các bạn ơi. Nè đó, đây là xe cẩu mút cát nhìn đẹp chứ các bạn. Rồi, ở đây cái đồ điều khiển nè bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe lên nha. Rồi, ok xong các bạn ơi. Rồi lấy cái đồ điều khiển bạn. Nè đó, chiếc xe chạy tới chạy lui được các bạn ơi. Đó, chiếc xe này có thể hoạt động được nha. Nhưng mà xe này hoạt động yếu bạn ơi, chơi dở quá, bỏ qua bên các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Wow, ở đây có một con robot nè các bạn. Giải cứu con robot này ra các bạn ơi. Nè đó, wow, mình đã giải cứu được con robot này các bạn. Ha, cái này cái mic micro nè các bạn ơi, để nói chuyện các bạn. Nè, dưới này cầm theo gì? Ê, nó bị sút gì các bạn ơi? Ô, hình như nó bị gãy rồi các bạn ơi. Nè, bị gãy rồi các bạn. Rồi còn đây. Wow, cái con súng nhìn ngầu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động đâu các bạn. À, khởi động đây các bạn. Wow, con robot này ghê chứ bạn ơi. Đó, nó có thể chớp chớp đèn sáng sáng ghê chứ bạn. Đó, nó có thể xoay 360 độ rất là hay luôn nha. Đó, mình đã giải cứu con robot này rồi. Rồi để robot này qua bên nha các bạn. Tiếp tục lại đây các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe cẩu mút cát. À, bây giờ mình sẽ lấy này các bạn. À, đây cẩu mút cát bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nè. Wow, một chiếc cẩu mút cát siêu dài luôn nè. Ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe bạn thấy chưa? Rồi, đem vào bên các bạn ơi. Rồi bây giờ lấy cái này, lấy cái đồ trộn bê tông các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vô đây các bạn. Ok, mình đã sửa trong chiếc xe trộn bê tông các bạn. Đây có cầu thang leo lên rồi chúng ta sẽ đổ đất đá cát vào đây.
nè, ở đây có anh tài xế nè. Rồi lấy vào bên các bạn ơi, tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì nè. Wow các bạn ơi, ở đây có gì. Wow, một chiếc xe tên lửa đó bạn ơi. Nè, ở đây là cái hạ súng tên lửa đó bạn. Bây giờ mình sẽ bắn thử nha. 1 2 3 bắn sâu đó, bay xa cho bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ lấy tiếp tục nè bạn. Đó, mình sẽ gài đây bạn. Đó, rồi xong rồi. Bây giờ mình sẽ nhắm bắn bên này nha. 1 2 3 bắn sâu đó, bay xa cho bạn ơi. Rồi tiếp tục lấy cái này gài đây các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhắm bắn bên này nha. 1 2 3 bắn sâu. Ok, wow, chiếc xe này nhìn rất là hay luôn các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Bên này. Wow các bạn ơi. Bên này có chiếc xe là xe gì đây? À, đây chiếc xe thang cứu hộ màu trắng nè bạn ơi. Ở đây có cái cabin nữa bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Đó, một chiếc xe nhìn ngầu ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở trong này. Wow, trong này có chiếc xe đây. Ô, xe này đang chở theo gì đó bạn? Wow, đây là trái ớt nè bạn ơi. Đây cũng khoai lang tây nè. Y ke bắp nữa bạn. À, cà rốt nè bạn ơi. Ô, chiếc xe của chúng ta đẹp chưa bạn? Nún. Đó, xe chạy rất nhanh luôn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây mình thấy có gì bạn? Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow, đây là xe cẩu bút cát nhìn ngầu chứ các bạn ơi. Dưới này có rất là nhiều chiếc xe nhỏ luôn nè. Wow, xe cẩu bút cát của chúng ta y có thể mở cửa được luôn bạn. Nè, đóng cửa nè, mở cửa ra nè. Ở trong này có đồ điều khiển nè bạn. Đó, còn đây là bánh xích nè bạn. Ở đây có đồ ủi cát bạn. Đó, ủi cát nè. Wow, hay chứ bạn ơi. Wow, xe rất đẹp luôn nha các bạn. Còn để chiếc xe này qua bên các bạn ơi. Tiếp tục ở đây có gì các bạn? Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe màu đỏ nè bạn ơi. Nè, đó xe màu đỏ chở theo xe gì đây? Hai một chiếc xe đua màu đỏ bạn. Để qua bên các bạn ơi. Rồi sửa chữa rất là cái xe cho chiếc xe cẩu cát bạn. Hai cái xe vô. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. In. Wow, xe chạy nhanh chứ bạn ơi. Rồi ở đây có gì các bạn? Tao để mình lấy ra các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container siêu dài luôn bạn ơi. In. Đó xe chạy nhanh chưa? Rồi sửa chữa lại chiếc xe ben các bạn. Đây gắn bánh xe vô. Một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm cái bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. In. Wow, xe ben chạy cũng rất là nhanh luôn bạn. Rồi tiếp tục ở đây có gì nữa bạn ơi? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu. Wow, xe cần cẩu nhìn ngầu chứ bạn ơi. Xe cần cẩu siêu dài, cẩu siêu bự luôn nè các bạn ơi. Này chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè. Đó, lơ xe sẽ ngồi bên này nha bạn. Wow, bây giờ sẽ chạy xe cần cẩu. Ủn, rồi tiếp tục sửa chữa chiếc xe chọn bê tông các bạn ơi. Đây gắn bánh xe vô một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. In. Wow, xe chọn bê tông chạy nhanh chứ bạn ơi. Rồi đây có gì bạn? Đây mình lấy cho các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container nè. Xe container màu cam nữa bạn ơi. Móc kéo màu xanh nước biển nè. Ở dưới này chở theo hai chiếc xe luôn các bạn. Đó, cái đầu container nhìn đẹp chứ các bạn. Đó, chạy xe container ra các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Có gì bạn? Có các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Đầu tiên, wow nè, một cây màu đỏ nhìn nè, đẹp chưa các bạn? Rồi tiếp theo, ở bên này có cây nữa bạn ơi. Wow, đây có ống nhắm các bạn nhìn nè. Ó, ống nhắm nhìn ngầu chứ bạn ơi. Rồi tiếp đây có mục tiêu nữa các bạn. Rồi đây có những viên đạn nữa bạn ơi. Đó, nhìn đẹp chưa bạn? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra coi cái này chơi sao nha bạn. Ha, hình như chúng ta sẽ kéo cái ống nhắm nè các bạn. Đó, kéo ống nhắm nè. Bây giờ chúng ta sẽ lấy viên đạn nắm ở đây nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhắm bắn nha. 1 2 3. Bắn sâu. Wow, hay chứ bạn ơi. Rồi tiếp tục lấy cái này cài đạn lên rồi nhét cái này vô các bạn ơi. Đó, nhét sâu vô nha bạn. Tiếp tục chấm bắn nè. 1 2 3. Bắn sâu. Wow, bộ đồ chơi này chơi hay quá bạn ơi. Rồi tiếp tục lại đây các. Chữa lại chiếc xe chở rác nha bạn. Đây gắn bánh xe vô một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm cái bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. Đi. Wow, xe chở rác chạy nhanh chứ bạn ơi. Wow, ở đây có gì đây bạn? Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe à các bạn ơi. Đây là chiếc xe container nè, chở theo những chiếc xe cảnh sát nhìn đẹp chưa các bạn? Ó, xe siêu ngầu luôn nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe tăng nè các bạn ơi. Nè. Đây bây giờ lôi các bạn. Wow. Ok các bạn ơi. Nè, ở đây có chiếc xe nè. Wow, chiếc xe tăng nè, nhìn ngầu chưa các bạn? Ồ, ở đây có cái cục gì các bạn? Ở đây có cái đồ điều khiển các bạn. Đó, cái đồ điều khiển nhìn ngầu chưa? Chiếc xe tăng nhìn ngầu các bạn ơi. Này, đây có chú lính các bạn. Ở đây nòng súng này nhìn ngầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn. Đó, ok. Wow, khởi động lên có chớp đèn kêu tít tít các bạn. Rồi bây giờ lấy cái đồ điều khiển các bạn. Mình sẽ nhấn cái này các bạn. Đó, sáng đèn các bạn. Bây giờ nhấn này. Wow, con nét chiếc xe tăng các bạn. Wow, chiếc xe tăng di chuyển các bạn ơi. Nè, bây giờ bấm này các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Đó, mình xoay cái nòng súng các bạn. Wow, nòng súng xoay các bạn ơi. Rồi bây giờ bấm cái này bạn. Ồ, xe tăng bắn giật giật các bạn thấy hay chưa? Wow, rồi di chuyển các bạn. Wow, xe tăng chạy các bạn ơi. Đó, xe tăng chạy kìa. Wow. Xe tăng chạy. Ủa, xe kia luôn các bạn. Kìa leo luôn bạn ơi. Wow, nó leo hay chưa bạn ơi? Ồ, nó leo rất hay luôn bạn. Rồi nó đang chạy đây. Ồ, no các bạn ơi. Wow, nó chạy lên mấy chiếc xe nhỏ nhìn đẹp chứ bạn. Các bạn nhìn kìa. Wow. Ồ, nó ủi lên bạn. Đó, nó leo lên hay chưa? Wow. Ồ, no. Chạy siêu sức mạnh luôn. Wow. Rồi các bạn ơi, chiếc xe tăng đang bị mắc kẹt đây các bạn. Ở chiếc xe tăng này nhỏ mà chơi rất hay luôn các bạn. Bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài là bài tập rồi. Bye bye chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.